Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CUB Simon. Hiện tại thì mình đang trên cái hành trình đi tìm nguyên vật liệu để xây dựng cái ngôi nhà tương lai của mình á. Và mình thấy rằng ở đây á có nhà chị y tá. Nhưng mà nhà chị y tá thì lại xây bằng vật liệu mà mình đang muốn xây nhà của mình luôn. Đó chính là khối thịt anh, thế nên cho mình xin một ít nha. Cái này mình cũng không muốn đâu, nhưng mà thiệt sự những khối thịt anh ở nhà chị tá rất là nhiều luôn đó. Không, cái này là kiểu như làm cho cái khu vực này nó thoáng hơn thôi, chị tá muốn đi chơi cũng dễ á đó. Ấy giờ nè, ui nhìn nhà đẹp thiệt sự luôn, trống lỏng luôn này, đi ra vô rất là tiện á, đỡ phải đi đúng cái cửa. Rồi cảm ơn chị tá nha. Ừ mà ở đây có len đỏ ta, len đỏ thì cũng cần để xây luôn. Thôi lỡ xin là xin nốt len đỏ luôn ha, chắc không sao đâu. Rồi được thêm mớ len đỏ nữa. sao giờ nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng người ta. Thôi để mai mốt mình quay lại mình ủng hộ chị tá sao ha. Còn giờ thì có được mớ vật liệu xây dựng là quý lắm rồi. Ồ, ở đây có boss luôn nè. Ồ, có boss hả? Ok, boss thì vô thịt boss luôn. Nhưng mà boss này chỉ cấp độ hiếm thôi á. Thành thử ra đồ thì không biết là sẽ rơi ra những món đồ gì đây. Sẵn tiện thì mình sẽ cho Zacian của mình vô quánh nhau rồi luyện cấp luôn ha. Để cho bằng cấp Zamazenta chứ. Và bây giờ là đòn quyết định. Kết thúc boss nào. Để coi chúng ta sẽ được gì nha. Ồ, được một kỹ năng hệ giác đấu cực mạnh luôn nè. Mình được một cái Power Bell. Cái này cũng có thể gắn vô cho Pokemon á. Được, gắn vô luôn. Rồi, bên đây thì là nhà của... À, của mấy chị bán đồ thôi á. Để coi có bán đồ gì xịn xịn không. Hillborn. Ồ, bán mấy cái đồ này để tăng chỉ số sao nè. Đâu, mình mua thử một cái này coi. Cái này là It's a Bit ha. Cái này thì nó sẽ tăng chỉ số tốc độ cho Pokemon mình sở hữu á. Được vậy. Cho Osifu được không? Ủa hay là cái này dùng trong trận chiến ta? Vậy là cái này chỉ có thể dùng trong trận chiến thôi hả? Ồ, ra là vậy ha. Rồi, và sẵn tiện kế bên cái ngôi làng này có một cái hội quán nè. Nên chúng ta sẽ cùng nhau vô hội quán. Để coi lần này đánh nhau với chủ hội quán thì chúng ta sẽ được cái huy hiệu gì ha. Lần trước mình cũng gặp một hội quán giống như vậy và mình được cái huy hiệu thợ mỏ. Không biết lần này thì sao ha. Hình như bây giờ mình mới chính thức khiêu chiến với chủ hội quán nè. Ui, và lần này trận chiến sẽ hơi ngang tài ngang sức nha. Tại vì chủ hội quán cũng toàn là Pokemon cấp 100 thôi. Wow, càng ngồi. Ui, ở đây cái em Pokemon gì nhìn giống một em chim cánh cụt vậy. Nhìn ngầu ghê luôn á, cơ. Wow, xịn vậy. Trời ơi, còn Dynamax cơ. Khủng thiệt, Dynamax lên đánh bại Charizard của mình một hit luôn. Ghê đấy. Rồi giờ thì sẽ cho Urshifu vô tham chiến á. Nãy giờ chưa cho Urshifu vô nè. Đã đến lúc Urshifu gánh tem rồi. Vô em ơi. Ui. Ủa? Thắng rồi hả? Đúng không? Ồ đúng rồi, thắng rồi. Lần này thì mình đã được một cái huy hiệu hội quán mới nè. Cái này có tên là Mineral. Trời ơi, được rồi nha, một huy hiệu mới. Quá đã luôn. Rồi, cảm ơn vì cái huy hiệu nha. Wow, lần đầu mình đối đầu với một cái hội quán mà toàn là Pokemon cấp cao thôi à. Ghê thiệt, mấy người ở dưới như cũng cấp 100 á. Không đùa đâu. Thôi, đủ rồi. Chiến đấu quá đủ rồi. Về thôi. Trên đường về hy vọng là mình gặp thêm vài ngôi làng nữa ha. Để mình vô mình xin chị y tá một ít len đỏ với thạch anh á. Về mình xây dựng nữa chứ. Trên đường về thì mình phát hiện ở dưới này có boss cấp Legendary á. Nên thành thử ra mình với Urshifu cũng ghé lại hỏi thăm sức khỏe boss một xíu ha. Với lại kiếm thêm chút đổi mà. Rồi, một hit nữa. Xong. Và boss Legendary. Ồ, cho kẹo nữa, mình không hiểu sao cái gài mình quýnh boss cấp cao mà toàn cho kẹo mà. Kỳ ghê á.
Bây giờ trong làng mình có người giao nhiệm vụ tím luôn. Ồ, đã vậy. Nhiệm vụ tím này là nhiệm vụ gì đây? Để mình coi thử coi. Nhiệm vụ tím có tên là Shooting Star. Cái này thì mình cần phải đánh bại 90 Pokemon cũng như là thu phục 34 Pokemon. Ồ, nó không cụ thể là Pokemon nào á, nên mình thích đánh với bắt Pokemon nào thì tỷ thích á. Còn phía bên này thì ôi, hình như lại là BD nè. BD lại cho mình nhiệm vụ đỏ hay sao nè. À không, lần này không phải BD mà lần này là Lore Keeper Agatha ha. Bây giờ đây lại là chim huyền thoại gì nữa đây. Cái gì chim huyền thoại hoài vậy? Sao cứ nhiệm vụ huyền thoại nhiệm vụ mà cấp đỏ là toàn là nhiệm vụ tìm chim hết á. Kỳ á. Thôi cái đó dẹp con bên đi. Một xíu mình sẽ thử làm cái nhiệm vụ Shooting Star này trước ha. Trời ơi, đã nha, đã nha. Rồi, sau khi trở về nhà thì mình sẽ tiến hành mình kiểu như là xây dựng thôi. Đầu tiên thì mình có một ít khối thạch anh nè, nên chắc mình sẽ xây trước cái phần sàn cho cái nhà của mình đây. Lần này thì mình xây nhà nó không phải là hình vuông, hình chữ nhật gì ha, mà nó sẽ là một cái hình cầu á. Dự định của mình là vậy ha. Hình cầu thì chắc cũng nhiều bạn sẽ đoán được mình sẽ xây cái gì rồi đúng không? Mình sẽ xây một cái ngôi nhà hình bóng chứa Pokemon á. À, mình có rồi, cái bóng thường rồi. Đây, mình sẽ xây một cái nhà hình cái bóng thường á. Nó cũng có cái phần đế nè, phần nút nè, cũng như là phần nắp ha. Y gan cái bóng gì đó. Dự định là vậy thôi, còn xây được hay không thì một xíu mới biết được ha. Giờ thì mình sẽ cho thêm một lớp ở phía bên ngoài nữa đi. Lên thêm hai ô giống như vậy. Tương tự ở bên này luôn ha. Cũng cho thêm một lớp ở bên ngoài. Lên cỡ 2 ô. Rồi sau đó mình sẽ nối lại thôi. Mình sẽ nối ở hướng bên này đi. Đấy, nối lại giống như vậy ha. Rồi coi được chưa ta, giống cái bóng chứa chưa ta. Không, gì chưa giống lắm. Gì thì giống hơn rồi nè. Rồi, gì chốt ha. Mình sẽ làm ở mấy cái cạnh còn lại cũng giống như Iran vậy luôn. Đang xây thì mình chợt nhớ ra mình còn thiếu một cái vật liệu nữa để làm cái phần giữa của quả bóng á, cái phần đen đen ấy. Nên mình dùng hắc diệm thạch ha. Nhà có hắc diệm thạch thì mình dùng tạm đi. Chứ thì kìa, nếu mà muốn đẹp thì chắc phải xây bằng cái khối màu đen cơ, khối len đen hoặc là bê tông đen á. Nhưng mà mình có gì thì dùng đó ha. Rồi, giờ thì tới phần giữa của quả bóng nè. Mình sẽ làm một cái viền ở đây đi. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây cũng vậy luôn. Nói qua giống như vậy ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, sao nó ra 7, 8 ô dưới vậy? Ủa, có gì đó sai sai ta. Ok, giờ cứ viền nó lại trước đi. Ui, hết vật liệu rồi. Oh no. Đang xây mà. Không được, đó là nhà chị tá. Cũng giúp đỡ mình giai đoạn đầu, mình không nỡ làm vậy đâu. Thôi để mình gửi Charizard đi tìm một ngôi làng nào đó gần đây thôi ha. Để mình kiếm thêm chút bê tông, gì, thạch anh nữa, hết thạch anh mất rồi. Trời ơi, cái làng này có tới tận 2 nhà chị tá cơ. Thích thiệt sự luôn á. Thôi, chị tá có nhà không? Vô cũng xin phép đàng hoàng cái. Ôi, không có nhà thôi, mình lấy trước xin sau đi ha. Vậy đi. Rồi, có thêm vật liệu rồi nè, quá đã luôn. Rồi, được rồi đó, như đây cũng chắc cũng đủ để xây cái ngôi nhà của mình rồi. Đây, mình sẽ bắt đầu thêm vô 3 ô ở giữa ha. Ngay canh ngay giữa mà đặt vô thôi. Ơ, sao bị lệch ta? À, biết rồi. Chỗ này mình còn thiếu nè. Đó, tương tự ở đây ở giữa mình cũng sẽ đặt vô 3 ô ha. Và để điểm nhấn cho quả bóng thì mình sẽ làm một cái phần nút ở đâu đó ngay đây nè. 3 ô bằng khối hắc diệm thạch thôi. 2, 3. Cho cái lớp trắng ở giữa. Rồi, xuống nhìn coi. Giống chưa? Đấy. Nó cũng có cái nét gì đó giống bóng chứa Pokemon hơn rồi đó. Nhưng mà phải chỉnh lại một vài chi tiết rồi. Kiểu bây giờ nhìn quả bóng nó hơi bị góc cạnh quá. Nó không có được tròn á. Này. Đỡ chưa? Đây nữa. Rồi, chỉnh như vậy là hợp lý rồi nè. Xong, giờ thì mình sẽ viền thêm một lớp bằng khối thạch anh. Ủa gì? Khối hắc diệm thạch ở xung quanh nữa nha. Bây giờ thì mình chỉ cần xây cái phần nắp trên của bóng chứa bằng khối len màu đỏ ngược lại so với phần đế ha.
ở dưới xây sao thì ở trên xây ngược lại gì thôi. Nó cũng hơi khó đấy, nhưng mà mình sẽ cố để chúng ta hoàn thành nốt ngôi nhà này trong ngày hôm nay luôn. Rồi, giờ thì xây thôi. A few moments later. Hình như xong rồi đó. Xong rồi, xong rồi. Trên này thì mình có nên chừa một cái khe để mai mốt mình đáp ở trên này luôn không ta? Chắc mình chừa khe đi. Hoặc là mình ốp kính vô ha, là hợp lý nè. Rồi, giờ thì chúng ta cùng nhau ngắm lại cái nhà hình bóng chứa của mình thôi. Đó. Cũng giống quả bóng chứa phết đấy chứ. Cái này thì mình không cần một ngôi nhà quá là to đâu, mình chỉ cần một nơi đủ để mình đặt những cái trang thiết bị của mình vô là ok rồi. Ở này thì chắc mình sẽ ốp lại bằng một lớp thạch anh đi, nhìn cho nó quý sợ tộc ha. Đây, cổng vào thì mình sẽ cái này làm cổng vào hơi khó nha. Hay là chơi không cổng luôn trời. Chắc mình khỏi xài cổng luôn ha. Đó, mình sẽ đặt một cánh cửa đâu đó ngay đây nè, là hợp lý rồi. Đó, trong này không gian cũng rộng phết đấy. Mấy cái máy móc nè, rương mình sẽ đặt ở phía trên, giường ngủ đặt ở dưới là đẹp. Đó, vậy là xong rồi. Hồi nãy thì mình có xây nhầm một cái phần, đó chính là mấy cái bên hông của quả bóng á. Mình xây nhầm nó cũng có cái nút luôn, nhưng thật ra nó quả bóng chứa Pokemon nó chỉ có đúng một nút thôi á, một nút ở phía trước à. Nên mình đã sửa lại rồi, nhìn cho nó giống thiệt nhất có thể luôn. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã có một căn nhà mới của mình tự xây ha, chứ không có kiểu như là ở ké của dân làng nữa. Để em không thôi mang tiếng á, ở ké quá trời lâu rồi. Thánh ở ké. Ui, mình ẵm cái tủ lạnh thì nó không được ta. Vậy mình ẵm cái tủ lạnh thì giờ bên kia được thì hay ha. Rồi, không dời được nguyên cái tủ lạnh thì mình sẽ dời từng món. Mình có được một cái máy kiểu như là trao đổi Pokemon từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mình mới có dịp để đặt nó xuống nè. Mình sẽ đặt nó trong cái căn nhà mới của mình luôn. Ui giời, là hợp lý ha. Cái căn mình đặt ở đây. Wow, nhìn đẹp thiệt sự luôn. Hợp lý nè. Máy tính thì mình sẽ đặt ở đâu ta? Máy tính thì đặt ở hướng này đi. Đó, đẹp phết đấy chứ. Còn mấy cái rương thì chắc mình sẽ dời sau đi. Bây giờ mà dời rương thì nó hơi lâu á, hơi mất thời gian á nha. Rồi, sắp tới mình sẽ nghiên cứu coi những em Pokemon nào cần được trao đổi để tiến hóa, thì mình sẽ cho vô một cái danh sách đó, rồi chúng ta sẽ tiến hóa từ từ bằng cái máy trao đổi này. Rồi, đó là dự định của sắp tới. Còn thôi bây giờ đi ngủ đi. Ngủ ăn tăng gia nhà mới chứ. Trời ơi, nhức nách nhức nách. Cái nhà bóng chứa đầu tiên làm cũng ok phết đấy. Trong đây thì có rất là nhiều loại bóng chứa luôn á. Ngoài bóng thường ra thì sắp tới mình còn dự định sẽ xây thêm nhà bằng Master Ball chẳng hạn. Tại giờ mình hết bóng Master Ball này nên khó nhìn quá. Rồi Deep Ball nè, Ray Ball nè, nhiều loại bóng lắm. Nên nếu mình có vật liệu của những loại bóng nào thì mình sẽ xây thêm những cái ngôi nhà hình cái quả bóng đó ha. Rồi nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Mới mốt ví dụ ở đây thì một cái ngôi nhà hình bóng Master Ball nè. Rồi đây thêm cái nhà bóng Ultra Ball chẳng hạn. Uầy, từ từ cái thành nguyên một ngôi làng luôn không chừng á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp theo với công việc của mình ha. Đó chính là mình sẽ làm một cái nhiệm vụ màu tím tên là Shooting Star này. Cái nhiệm vụ này nó cũng hơi khó, nó bắt buộc mình farm tới 90 Pokemon lận cơ. Và còn bắt thêm tới 34 Pokemon khác nữa. Nên hôm nay có vẻ là một ngày làm việc khá là mệt của mình cũng với mấy em Pokemon đây. Nhưng mà phải cố lên vì một cái nhiệm vụ tím, chưa biết là cho phần thưởng gì, nhưng mà cứ cố gắng trước ha. Khi mà mình làm gần xong một phần nhỏ của cái nhiệm vụ Shooting Star này á, thì mình phát hiện trên cái vùng Savannah này có một em Pokemon tên là Rippy. Suýt nữa thì bỏ lỡ em này rồi. Đây là một Pokemon hệ trời ơi, suýt nữa thì được rồi. Tưởng đâu một phát ăn luôn chứ. Wow, bữa nay bắt có vẻ may mắn hơn rồi nè. Lần đầu mà đã suýt bắt được rồi. Rồi, được luôn. Trời ơi, phải chiến đấu với nhau thì em mới chịu về đội của mình á. Em Rippy này hơi lì nha. Rồi, hiện tại là em còn chút xíu à. Và coi hồi nãy, đúng rồi, em có kỹ năng Quick Attack nè. Cái này được á, cái này thì dùng để đề ba khá là ok ha. Mình còn hai Pokemon nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành một phần, một nửa của cái nhiệm vụ Shooting Star rồi á. Cố lên nào. Mình đã xong được phần nửa nhiệm vụ rồi nè. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó chính là thu phục Pokemon ha. Ôi dồi, thu phục tới 33 Pokemon lận. Căng rồi. Ôi, đồ ăn đâu rồi? Ôi, chết rồi. Hồi nãy mình chạy lông nhông, hình như mình vứt nhầm đồ ăn hay sao rồi? Vô lý.
Ồ, Rippy của mình tiến hóa rồi nè. Nãy giờ thì cuối cùng em cũng chịu tiến hóa ha. Rồi, giờ hình dạng của Rippy chắc sẽ thay đổi chút chút đó nha. Giờ thì không phải còn một mình em nữa mà giờ là có hai em luôn. Wow. Được chứ. Một kỹ năng, học được kỹ năng Raiden Boost luôn nè. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Trong lúc mình làm nhiệm vụ thu phục Pokemon á, thì ở đây có một em B-Shark nè. Rồi. Nhìn chiến thiệt sự luôn, là dạng tiến hóa của Aonia. Wow, hãy thép và hãy bóng tối luôn nha. Chắc phải bắt em này thôi. Rồi, thử nha. Mình sẽ thử tấn công em trước. Giờ thì thu phục thôi nào. Nãy giờ thì Rattlock cũng cấu rỉa máu khá là nhiều rồi ha. Ui dồi, vậy mà không bắt được kìa. Ừ? Lần này thì bắt được rồi. Cuối cùng thì cũng bắt được Bishark rồi đó. Và Rattlock của mình cũng đã tiến hóa luôn rồi. Một công đôi chuyện luôn. Wow. Coi coi, Rattlock học được kỹ năng Raygun Dark. Được, học cho em luôn ha. Rồi đâu? Bây giờ coi kìa. Quá dữ luôn. Nhìn chiến thiệt sự á. Và em Ragabut của mình đã có thể bay luôn nha. Sau khi tiến hóa ở dạng cuối cùng thì em đã có thể cho mình cưỡi và bay luôn. Wow. Hệ thì vẫn là hệ ma cũng như là hệ hệ rồng thôi. Wow, và còn có dạng Spirit cơ. Wow, dạng Spirit thì sẽ đổi màu cả cơ thể luôn. Ui, dữ thiệt á, dữ thiệt á. Còn em kia thì sao? Em B-Shark thì chắc tạm thời mình để ở trong này đi ha. Mình dành riêng một cái ô này á để mình bắt Pokemon làm nhiệm vụ á. Hiện tại thì mình còn tới 25 Pokemon nữa cơ. Mới hoàn thành cái nhiệm vụ lận. Nhưng mà lạ thay là ở dưới địa ngục này, nãy giờ mình cũng lâu lắm rồi mà mình không có thấy Legendary nào xuất hiện nha. Kỳ thiệt. Không thấy em nào gần đây xuất hiện luôn. Không biết mùi Legendary ở dưới địa ngục là như thế nào luôn á. Ủa, có Legendary xuất hiện rồi. Ma Shadow. Ma Shadow là em nào? Không phải em này rồi. Em này à? Không, này là Bronzor. Ủa, vậy Ma Shadow là em nào ta? Ê, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ma Shadow đây rồi. Ui, nhưng mà hết cháy đi, đừng. Hết cháy đi. Ui dồi. Chút xíu nữa là đi luôn rồi. Đây, 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 Ma Shadow là em này. Wow. Chút xíu hả? Em này hệ giác đấu cũng như là hệ ma á. Oh man. Rồi, đã gặp rồi, coi như có duyên rồi. Thu phục em thôi. Trời đất ơi. À, mình sẽ thử tấn công bằng... À, coi coi. Ma thì đánh với ma đi. Ok, sử dụng một kỹ năng hệ ma. Ui, em phán đam phát đi luôn. Em rồng mới của mình thôi. Trời phát. À, được lắm, được lắm. Dám phản đòn chứ vậy, bắt em bằng level bon luôn. Lì lì là bắt bằng level bon hết. Với cả em này mới cấp 50 thôi, nên mình dùng level bon chắc sẽ hiệu quả đấy. Thử nào. Ừ, lần này thì chịu rồi. Trời ơi, Ma Shadow cũng lì phết đấy. Nhưng mà cuối cùng cũng bắt được em. Đâu rồi, Ma Shadow đây. Một Pokemon hệ giác đấu vậy mà ha. Wow. Được đấy, vậy là bữa nay vô được hai em rồi. Cũng được, để quăng gốc ha. Cất quăng gốc này trước đây. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc. Đó chính là mình sẽ thu phục thêm Pokemon á. Hiện tại thì còn thêm 9 Pokemon nữa thôi là mình đã xong cái nhiệm vụ rồi. Cố lên, cố lên. Đây là em cuối cùng để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ Shooting Star. Chịu đi nào, Braveler. Rồi chúng ta vô nhận thưởng nào. Ôi. À, lì thế. Chịu đi, anh còn nhận thưởng coi, anh hơi bị nôn nóng rồi đấy. Chịu đi. Ý, chịu thiệt. Rồi, xong, bây giờ thì mình có thể trở lại gặp, đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, người này luôn. Ok. Ok. Giờ lại rẽ sang một hướng khác rồi. Bây giờ thì bắt mình đánh bại 34 trainer, trời đất ơi. Quá đáng lắm luôn á. Được voi đầu tiên à. Thì cục kẹo thiệt. Hết giao cái này rồi tới giao cái kia.
Làm nhiệm vụ không hề dễ tí nào luôn á. Rồi bên đây có một nhiệm vụ mình cũng xong rồi nè. Coi cho mình gì. Ồ, cho mình cái hộp vàng to đùng luôn. Cái này để dành đi bán á. Còn nhiệm vụ nào nhận được không ta? Hết nhiệm vụ nhận được rồi. Ủa, tưởng đâu cái nhiệm vụ Shooting Star chỉ làm hai cái đó thôi là xong rồi. Nhưng không, giờ cũng bắt mình đi đánh bại trainer nữa. Chắc để bữa khác làm đi. Giờ thì mình sẽ dành thời gian để trở lại cái nhiệm vụ của mình. Đó chính là mình phải có được một em Charizard Mega á. Đâu rồi em, đâu rồi, đây. Hiện tại thì em chưa có được Mega. Đi tìm mấy bữa nay mà không có thấy. Kiểu như là boss Charizard để kiếm đá Mega. Hôm nay để coi coi có tìm được hay không nha. Nhưng mà trước khi đánh, ủa trước khi đi tìm thì để mình farm boss này cái đã. Ở đây có boss Garchomp cấp Epic luôn nè. Được, vô. Xúc Garchomp luôn. Không được rồi, phải đổi chiến thuật thôi. Eternatus, thì kỹ Z. Một đòn của Eternatus thôi kìa. Quá dữ luôn. Cánh tem cực mạnh. Rồi, kết thúc boss Garchomp cấp Epic. Và mình sẽ nhận được một viên Mega cho Garchomp nha. Quá xá đã luôn. Một viên đá Z cho hệ lửa. Ủa, không phải hệ lửa mà là hệ giác đấu, fighting. Ồ, fighting vậy mình sẽ cho Urshifu đi. Urshifu có khá là nhiều kỹ năng hệ giác đấu mạnh á. Còn Garchomp bữa nay có đá Mega rồi, sướng nha. Có trước cả Charizard cơ. Ok, cho Garchomp vô. Cho viên đá Mega ha. Để em còn Mega nữa chứ. Rồi Mega rồi, cưỡi em đi luôn nào. Rồi xuất hiện đi em. Đây Garchomp của chúng ta sẽ Mega lên cái ha. Úi giời ơi, cực kỳ ngầu đấy. Garchomp mà Mega cũng ngầu lắm á. Đó 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 đó. Wow, tím rệm luôn. Màu tím mộng mơ. Trời ơi có ẻm kìa. Quá dở. Garchomp tím mộng mơ á. Ủa, ở đây có một người tên là Transfer Tutor. Signal Beam, cái năng hệ bọ cũng mạnh lắm nè. Meo, hệ bọ hả? Để coi coi hệ bọ thì... À, em... Genesect, đúng rồi, Genesect cũng có thể học á. Được, mua luôn. Cho Genesect học kỹ năng đó ha. Signal Beam. Vô, rồi cũng được kỹ năng mới em ơi. Sự chờ đợi của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Và đây là boss Charizard cấp... Cấp bao nhiêu đây? Cấp Ultimate. Holy. Ôi trời, xong rồi, mình quên mất, mình chưa lựa lại đồ hình. Kèo này hơi căng rồi. Em tôi. Tôi xong em Charizard của mình rồi. Garchomp mới được gắn viên đá Mega nên mình muốn thử vô trận chiến này luôn ha. Rồi, thử Mega Garchomp trước đi. Để coi coi sau khi Mega thì đánh nhau với Charizard có lại hay không ha. Ồ, có vẻ chịu được một hit nè. Tấn công đi em. Ừ, cũng kéo được gần phân nửa máu rồi, hay rồi. Nhưng hôm sau, bây giờ mình sẽ thử đưa một em Pokemon hóa thạch nè. Cũng là hệ nước luôn. Để chơi chứ với Charizard ha. Thử nào. Ồ. Rồi rồi, thời khắc quyết định mình sẽ sử dụng kỹ năng Green này. Nói không? Đấy, kéo được cả đống máu luôn rồi cơ. Ôi, tiếc quá. Hay rồi, hay rồi. Kéo như đó máu là cũng quá là tuyệt vời rồi ha. Giờ thì chắc mình sẽ kết thúc trận chiến này bằng Eternatus. Kịp hay không đấy? Trời ơi, may quá vẫn chịu nổi một hit. Và kết thúc Charizard boss nào. Ôi, cho mình một viên đá Mega X á. Wow, được ấy. Charizard thì sẽ có hai loại đá Mega lận. Một cái là X, một cái là Y á. Lần này thì mình có viên X rồi. Cũng ok với một cục kẹo bự. Rồi giờ thì phần thưởng sẽ dành cho Charizard nha. Này Charizard sướng nha. Được Mega luôn. Trời ơi, quá xa đã. Đây, mình sẽ Mega ẻm lên. Và chuẩn bị. Ta-da, Mega thành công rồi. Tiếc thật, tiếc thật.
Bây giờ thì... Uầy. Nhưng mà mình cảm giác Mega X nhìn có vẻ ngầu hơn á. Kiểu lửa, ngọn lửa là màu xanh á. Còn Mega Y thì... cũng ngầu. Nói chung thì Mega kiểu nào cũng ngầu. Nhưng mà mai mốt nếu mà mình biết cách Giga Tamax á, thì sẽ ngầu hơn nữa cơ. Trời ơi, coi dạng Giga Tamax kìa. Quá là khủng luôn á. Thôi, giờ trước mắt là dùng tạm ẻm ở dạng Mega đi ha. Mai mốt có Giga Tamax thì tính sao. Bữa nay lại là một bữa mưa nè, mà mình đang ở vùng biển nữa. Không biết là mình có đủ nhân phẩm để gặp được Kyore không ta. Mình đang ra sức đi tìm Kyore hổng gài luôn á. Nhưng mà có vẻ vẫn chưa có duyên để gặp nhau rồi. Ai, không biết chừng nào mình mới có được bộ ba thời tiết đây. Trời ơi, đi tìm Kyore mà gặp toàn Kyore boss không là chết luôn rồi. Su thiệt chứ. Thôi gặp boss thì quýnh boss luôn, đỡ ghiền á. Ồ, hình như em này chỉ cấp cấp này là cấp gì ta? Cấp rare hả? Cấp hiếm à, chứ không phải là cấp quá cao á, nên mới cấp 120 thôi. Còn có cơ hội chiến thắng đó. Đó, kéo được nửa cây máu rồi kìa. Cố lên, cố lên. Rồi, một mình Eternatus đã kéo được hơn phân nửa máu của Kyore rồi. Giờ thì đòn kết liễu chắc mình sẽ nhờ Charizard quá. Mấy em khác chưa có kịp hồi phục á. Đây, Mega lên cái đi. Rồi chúng ta sẽ kết liễu Kyore ha. Nhưng cũng chưa biết nữa, nhiều khi mới Mega xong bị Kyore quýnh phát chết luôn, cũng không chừng. Hồi hộp quá. Thắng nổi không? Ui, không kết liễu nổi Kyore rồi. Chơi phát. Ôi no. Ôi no, không. Zarut gánh tem đi, còn một đoạn nữa thôi. Ui, tôi xong rồi. Ui, may quá. Ơi, Sifu tỏ sáng đúng lúc. Trời ơi, không thôi là toàn rồi. Đội hình mình hiện tại bị thương cả đống luôn. May quá, Zarut còn có một chấm. Ôi gì, ơi Sifu còn một chấm máu nhưng mà vẫn gánh tem thành công á. Ui, mà mình được cái gì đây? Một cái Power Lens. Thiệt á, tìm Kyore khó thiệt luôn. Mình đi vòng nữa. Mình vẫn còn tin vào nhân phẩm của mình. Biết đâu mình đi vòng nữa thì lại gặp á. Không được bỏ cuộc sớm á. A few moments later. Bữa nay, tuy mình không có bắt thêm được quá là nhiều Pokemon mới xịn sò con bò cho lắm. Nhưng mà mình rất là vui luôn. Khi mình đã có thể Mega được cho hai em Pokemon mình cũng rất là thích á. Đó chính là Garchomp nè và Charizard. 11 thì mấy em này có thể Mega rồi, nên có thể tham chiến và gánh tem cực kỳ mạnh đó nha. Đồng thời thì còn có thêm một Pokemon mới mình tìm được ở vùng Savanna nè, đó chính là em rồng. Em rồng Ragabu ha. Trời ơi, bay được á nha, đừng có đùa. Và vui nhất chính là mình đã có được một căn nhà riêng ở cạnh ngôi làng rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng trang trí ngôi nhà của mình thật là đẹp để chúng ta còn đưa vào sử dụng. Và sắp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ shooting star ha. Nhiệm vụ này có vẻ hơi khó nhưng mà mình sẽ cố gắng nhất có thể để chúng ta hoàn thành được nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình và các em Pokemon. Bye bye.